Hồi vỗ tay thấy cực quá. Ừ, đúng rồi. Chứ muốn cái mũi lớn mình về mình bớt vũa hơn. Ừ, nếu mà cái máy kia thì nó chạy 2 ly, nó chạy 2 lần là bự. Đúng rồi. Mình muốn mấy ly để ra mấy ly. Cái đó thì trước anh cũng làm ngồi cái máy đó rồi, anh biết mà. Ủa vậy anh có ngồi máy cắt cặp rồi à? Ngồi rồi. Có vẽ lên đó chưa? Vẽ luôn, trên máy luôn. Vẽ bằng gì à, tôi cạt nha. À, anh cạt đó, vẽ trên máy sao vậy mà thấy, đưa qua. Vậy mình nói còn hỏi em, gì ra thử người ta. Không phải. Tại cái hồi đó là anh đang làm cái công ty lớn rồi, cũng ở trong địa bàn Thị Nhã này luôn. À. Anh nghỉ, à. Anh ngồi mất 2 tháng mấy à. Anh nghỉ. Nói chung bây giờ phải, nếu ngồi lại phải học lại chứ mình không có nhớ hết được đó. Đúng rồi, mình bỏ lâu quá. Bỏ lâu quá rồi. Nói chung là mình làm gia chạm vô 2-3 mẫu là nhớ rồi. Đúng rồi. Vì có gia chạm mới có nhớ được. Vũa bàn tay cực chiếu ta. Nhìn thấy là làm chuyên nghiệp rồi nè. Đây là ít nè. Chú về đây làm mới về đây chưa được tháng. Về lúc mà cái máy này về là anh về đây luôn. À. Trước anh làm ở kia nè, cách đây cỡ nhà cách đúng, 7 cái số á. Là hiện tại đang làm. Nói một cái rập mà 1m2 tự phay, tự vẽ, tự làm, tự ngồi vũ luôn. Ở đó luôn. Ghê vậy hả? Đó. Là cái khổ mới tư nè. À. Làm đó là hết khổ mới 2 luôn. Làm luôn. Chạy chân gòn hay chạy gì? Chạy khá là chạy luôn, cái áo cái bé chạy làm 4 thằng luôn. À hiểu. Nói chung là mình rút gọn lại công đoạn. À đó. Rút gọn rồi. Cũng một mình ngồi vúa cuối luôn mà vúa ớn luôn. Không vúa gì lâu lắm. Có máy quay cũng tiện. Đúng là có cái máy kia này. Không có cái máy này là tôi thấy là nãy vô là thấy là chú chuyên nghiệp rồi. À. Là biết làm mà đó, nhìn là biết làm. Cái này là hồi mới vô nghề cũng ngồi vũa vậy chứ thời gian sau mới dạ, đúng rồi. Từ cái máy kia mình khỏe hơn, máy tự động rồi mình khỏe, máy tự động mình khỏe về nó ra rập rửa rồi về làm bên là vô nó chạy nó rồi. Cắt một lần như được 4-5 lớp gì mà chứ không chỉ một lớp đi không 4-5 lớp chứ đâu một lần ví dụ nó một miếng vừa để cắt là một lớp. Anh không biết sau này sao anh không biết nha, cứ anh là có một lốt thôi. À. Nhưng mà các lần là 5-6 cái mình muốn ra mấy cái là mình ra. À hiểu. Đó. Ví dụ này là mình ra một cái cổ cái đường đó nó tính đi là đi mũ CNC mà. Ừ, đúng rồi, mũ CNC đúng rồi. CNC rồi mới đưa qua đây, bên đây mới hiểu nè. CNC mà CNC mũi mai. Chứ không phải là CNC cắt gọt kia. Nó ra CNC mũi may luôn à, đúng rồi. À, dạng đó đây là cái hiện đại sau này chứ hồi trước anh chưa biết cái đó thì cái đường cắt của nó là cái đường mình tạo ra đường mũi may đó à. Là tính là đường mũi may đó à. Làm vũa gì cực quá ta, tốn thời gian quá, giờ không có phải làm thôi chứ. Làm, giờ sao? Chứ cái đập này đi ra ngoài làm cũng tiền không? Đúng rồi, chính xác. Đơn giản anh làm gia công. Còn ví dụ mà mấy cái đập mà một kim thì sao? Mấy đập phơm á? Đập phơm á, thì vẫn làm bình thường. Đó, những nhà dưới đang chạy là cũng làm đó. À. Nếu mà gia công những cái đập đó anh tính bình quân với bên này là tính trăm mấy cái rồi. Mấy đập đơn giản á. Đúng rồi. Ví dụ cái đập mổ túi co đầu đồ đó. Đó. Để chăm cho mai nó giữ cái mốt cứ mai lên mấy hàng quần đó chú làm mấy cái đập mai dây kéo á. À. Đó, làm hết á. Đổi phái liền. Nói chung mình hiểu được cái nguyên lý đó mình đi thì mình làm dễ lắm, còn mình không hiểu là mình suy nghĩ hoài không ra. Cái phần gặp này con đây, cái máy con cũng đâu có rành lắm đâu. Con nhỏ là gì cho dạy cái này. Rồi chứ làm. Cái cầu á, mình tay mình
chết cái tay á. Trong trưởng chạy ồn quá hả? Trong trưởng nó ồn quá ghê. Ủa chứ chết chuyện dịch luôn à? Chạy ra chuyện dịch chết. Chuyện dịch mình chế lại đúng không? Chế lại á. Chế lại để cho chặt cái nương. Cái đè mà nó đè mặt giải rồi. Cái thứ hai cái miếng nó nhỏ mình chỉ là miếng nó lớn. À. Hiểu hiểu hiểu. Mình chặt cái miếng đó ly rồi, còn cái chuyện dịch này là miếng nó ly rồi. Ủa chú biết sửa máy luôn mà đúng không? Không. Chính hay vậy. Có hay vậy? Lợi hại vậy. Quay lại làm viết kiếp à. Làm cái gì hay hay liêu vô máy luôn. Lưu viết vào dưới máy buồn luôn. Chủ hết máy này phê luôn á. Mình làm thêm cho nó bộ nữa để hai đứa nó xếp qua chỗ lại á cho nó nhanh. Đúng rồi, lập trình phải hai hai để lâu lắm có thời gian. Điều cái này cái bo này nó lâu với cái lá làm nhanh, lá làm nhanh. Cái khổ này chú làm vậy theo nó ngàn lại tới 95 thì bây giờ chú làm hai cái đập bự luôn, chạy lần bốn hai cái gì luôn. Xếp bao lâu? Xếp lâu à? Lúc nào? Hồi trước. Hồi trước bà kia là. Hiểu, hiểu.